Món ngon miệt thứ. Xin giới thiệu với mọi người, đây là trái ô môi. Cái vị nó như thế nào hả chú? Ngọt. Dạ. Wow, để cho bạn xem. Rất là hấp dẫn nha bà con. Và đây là sinh tố dầm ô môi. Nhìn cũng rất là hấp dẫn đó cô. Dạ. Rất là đặc biệt luôn. Dạ, ở đây nó cũng đỏ nè cô. Nhưng mà